việc Chúa ôi diệu huyền thay. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài vững bền muôn năm. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người. Tìm đến nương tựa Ngài thì tốt hơn những bậc quân vương. Phiền đã những người thơ say đã loại ra, đã biến nên đã gốc tường. Việc Chúa ôi diệu huyền thay. Con cảm tạ Chúa đã nghe tiếng con, Ngài chính đấng cứu độ cho đời con đây. Tạng đã xây loại bó, đã trở nên đa tạng góc tường. Việc đó do Chúa làm thật lớn lao trước mặt muôn dân. Phiền đã những người thơ say đã loại ra, đã biến nên đã gốc tường. Việc Chúa ôi diệu huyền thay. Chúa chính là đấng đời con áo thân, con hát ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Tình Chúa luôn ngời sáng, nay chúng con cam tạ muôn vàng. Tình Chúa ôi huyền